cho dạ tụi con yêu nhau. Vừa nói câu đó xong là mẹ từ dưới nhà lên mẹ đánh quá trời luôn, đánh túi bụi luôn, đánh đại nhà luôn, lấy ly tách bàn bình trà rồi mẹ ném, mà ảnh ngồi im, khi em tới em đỡ, mà mẹ chạy xuống mẹ lấy canh xăng mẹ đổ lên đầu tụi nó đổ xuống á, xong mẹ đi là mẹ tính đốt ảnh á, mẹ đốt á, mẹ chạy đi lấy hộp quẹt là ở trên này, là em dắt ảnh chạy ra ngoài sân. Rồi chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Phạm Xuân Thống, năm nay em 39 tuổi. Em bán hàng livestream, phụ của em là MC tiệc cưới. Bây giờ ở đâu? Dạ em được sinh ra lớn lên ở Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột. Vậy là hai đứa là xuống đây để tham gia chương trình đúng không? Dạ. Rồi mời em. Dạ em là Phạm Thị Mỹ Nguyên, năm nay em 36 tuổi. Em cũng bán hàng. Sản phẩm là cái gì? Em bán đặc sản Tây Nguyên. Nhà em nuôi nuôi ong, em có mật ong, cà phê. Ồ trên đó là quá dữ, quá dữ. Thôi bây giờ kể cho anh nghe cái thời gian trước đó hai đứa quen nhau như thế nào. Dạ lần đầu tiên gặp nhau là anh lên nhà em chơi với em gái của em. Dạ là tình chị duyên em à? Hay là tình em duyên chị? Dạ không, chơi với bạn thôi, chơi bạn thôi. Bạn với em gái thôi. Có nghĩa là bạn là quen với em gái của em, là bạn bè với nhau, rồi xong rồi tới nhà. Rồi gặp chị xinh quá rồi ảnh cua chị phải không? Em suy kể đi nè. Lúc trước là em quen em của vợ em, là quen với em, nhưng mà đứa em thì nó còn nhỏ quá. Đó, quen là bạn của đứa em nhưng mà đứa em nó còn nhỏ quá, cho nên là tình cờ lên dịp lên nhà chơi thì gặp vợ em hiện tại đó là ở Hà Nội mới về. Nhìn cô gái từ Hà Nội về trắng trẻo mà nó non nõn có nghĩa là rất là mộc mạc á anh chị. Nhìn rất là mộc mạc, còn rau có rau nữa đó, thấy rau nữa trắng quá. Dạ. Đó cho nên là mấy loài rau chị cũng vậy đó. Em thì em gặp Thống thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ không ấn tượng gì luôn. Lúc đó ảnh sao em kể cho anh nghe đi, cái hình dáng của anh trắng sao? Hơn dày không hay cũng dày mà đen hơn? Đen hơn, ốm đen hơn, ốm hơn. Dạ mà nói chuyện sao? Nói chuyện khéo lắm. Bao lâu thì mới tìm cách để mà cua cô này? Sau khi đã thích rồi thì bắt đầu là em cứ kiếm cớ lên nhà chơi với đứa em á. Rồi để em lén lén em nhờm cái cô mà em thích. Lúc đó là em ở với gia đình, với ba với mẹ đúng không? Dạ nhưng mà đi học là xa nhà là ở trọ. Ở trọ? Em ở trọ. Còn anh đó thì mở tiệm sửa xe. Cũng ở một mình. Ở mình. Dạ. Nhưng mà từ cái chỗ sửa xe đến cái chỗ nhà trọ của em nó xa không? Dạ gần. Gần, vừa gần trường mà vừa gần nhà trọ luôn. Rồi đến bao lâu thì em mới cảm nhận được cái tình cảm của ảnh và em chấp nhận ảnh? Tức là đến bao lâu thì em mới cảm nhận được đó, là em đã bắt đầu thích ảnh? Đó. Nhanh lắm, tại vì tụi em từ lúc quen tới lúc cưới là có 4 tháng. Cũng lâu quá chứ. Cái cảm giác của lúc em lúc đó là gia đình cấm rất là dữ. Cấm dữ lắm, cấm mà cảm giác như mình không thể đến được với nhau á. Mà càng cấm lại tự nhiên là càng thương, càng yêu, càng sợ mất. Nên là tụi em quyết định là bằng mọi giá sẽ đến được với nhau. Nhưng mà gia đình từ phía nào cấm? Dạ lúc đầu thì gia đình em cũng chia sẻ một xíu về gia đình em. Gia đình em là nông thôn, 18 năm trước thì gia đình em là nông thôn và ba em sức cũng yếu á. Gia đình thì có 4 anh em. Năm học lớp 4 thì em đã đi chăn bò rồi. Cho nên cái thời gian mà để mà học thì nó không có. Với lại học cũng không nổi nữa, đi chăn bò mà đi bộ dắt bò cả cây 2-3 cây số về 12 giờ trưa thì đi học cũng không nổi. Cho nên là học tới năm lớp 8 á, thì em nghỉ học để chăm ba đứa em còn lại đi học. Phụ bố mẹ làm rẫy, gia đình cũng khó khăn. Vậy gia đình vợ em cũng khó khăn, nhưng mà lúc đó thì mẹ của mẹ vợ với là ba vợ thì cũng muốn con cái của mình, con gái mình á, thì cũng học hơn một chút, rồi có nghề có nghiệp, hoặc là có ưng chồng thì cũng ưng chồng được hơn một chút. Thì lúc đó gia đình em khá khó khăn lắm, hình như là khổ như là nhất xã ở cái thời điểm đó. Cấm đoán, tại vì em biết là vì gia đình em nghèo nên mới cấm đoán, cho nên hồi trước kia á, trước đó thì em năm 18, 19 tuổi á, thì cũng đã quen một hai cô gái ở thôn rồi. Thì gia đình họ thấy em nghèo á, cho nên là người ta cũng cấm con gái họ rồi đưa con gái họ đi xa. Cho nên là em biết là vì gia đình em nghèo cho nên là mới cấm đoán như vậy. Khi mà gia đình em biết là em yêu anh này, lúc đó gia đình em phản ứng sao? Lúc em quen ảnh rồi là em bắt đầu lơ tơ mơ, không có lo học nữa. Mới 18 tuổi học cấp 3. Ba nghe người ta đồn á, ba mẹ nghe em quen ảnh á, thì ba mới đêm đó ba mới kêu là mày gọi nó vào đây cho tao nói chuyện.
Xong cái em cũng gọi ổng vô. Ba hỏi là thế bây giờ chúng mày thế nào? Anh niệm gan to, anh kêu chứ dạ tụi con yêu nhau. Anh vừa nói câu đó xong là mẹ từ dưới nhà lên, mẹ đánh quá trời luôn. Đánh túi bụi luôn. Đánh, dạ. Đánh tại nhà luôn. Đánh tại nhà luôn. Ném. Lúc đó có bỏ chạy không? Không, dạ. Ngồi im luôn. Mẹ lấy ly tách bàn bình trà rồi mẹ ném mà ảnh ngồi im. Khi em tới em đỡ, mà em càng đỡ thì mẹ càng tức á. Tức cái mẹ chạy xuống dưới nhà. Hồi xưa là đi nhà đi buôn bán á, mà hồi đó lúc nào trong nhà cũng có canh xăng sẵn hết á, để nửa đêm mà đi hết xăng là đổ vô á. Mẹ chạy xuống mẹ lấy canh xăng mẹ đổ lên đầu, từ đầu đổ xuống á. Xong mẹ đi là mẹ tính đốt ảnh á. Mẹ đốt á, mẹ chạy đi lấy hột quẹt là ở trên này, là em dắt ảnh chạy ra ngoài sân, chạy đi ra ngoài đường á. Ba em chạy ra đem em vô. Đem em vô là tối đó ba em không có đánh em, mà mẹ đánh tơi bời luôn. Mẹ lấy cái chày mẹ cứ đánh trên đầu xương cục cục, xong mẹ còn lấy kéo mẹ cắt hết tóc nữa. Rồi. Dạ. Rồi sau cái lần mà khủng khiếp đó thì chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm đó thì em thiếp đi em ngủ, cái sáng sớm vậy em thấy nhà vắng tanh không có ai hết á, giờ là do mẹ đi bán rồi á. Em mới điện thoại dặn đi cổng sau á là để em trèo tường em đi ra. Cái điện chồng anh đứng cái đường đằng sau rồi, là em mới trèo qua chuồng heo á. Em trèo qua chuồng heo để em đi ra. Mà đằng sau nhà em là cái vườn cà phê. Em mới có còn ở trong vườn cà phê là ở ngoài kia em nghe mẹ em đánh chửi nữa. Là lúc đầu là mẹ em là đồng ý. Bên nhà vợ là cấm không cho quen. Nhưng mà mẹ em thấy em thương á, cho nên là mẹ em đồng ý thôi thì có bên đó khó quá thì cứ dắt về ở với gia đình mình. Cái đêm mà đổ xăng đốt em á, xăng mà đổ trên đầu là nó ngợp lắm, nó lạnh mà nó ngợp hai con mắt mình cay không có thấy đường chạy đâu. Vợ em dắt em chạy ra, thì cái là chạy mấy đứa bạn xong nó chở em về là thoát rồi đó. Và sáng 5 giờ sáng á, thì vợ em mới điện là anh ơi anh vô cứu em chứ tóc mẹ em cắt hết rồi. Mà chân tay rồi mẹ em đập sưng, đầu sưng hết rồi. Thì chắc ba mẹ em không đồng ý đâu, thôi thì hai đứa mình tính đường mà đến với nhau, sống thì tính đường mà sống với nhau thôi. Xong em nghe vậy thì sẵn cái xe của cái ông khách á, xe Dream Thái hồi đó ông mắc tiền lắm. Ông mới sửa cái body xong, em sửa xong cho ông kêu tôi chú đứng đây chú đợi con chút, con có việc gấp lắm. Mà ông thì mới 5 giờ sáng thì ông có việc đi chợ ông cũng gấp, mà mình gấp hơn. Kêu chú đợi con chút thôi. Là con chạy vô cách đó 14 cây lái xe, ông chạy vô tới ở phía sau vườn của vợ con á. Là đợi vợ con băng leo chuồng heo la đi ra để đón đưa đi. Ai giờ leo ra bị dính là ai giờ leo ra chuồng heo thì gặp ông cậu là ông em của bà già vợ. Ông mới báo là bà Thọ ơi, tôi thấy bà già vợ ông là bà ngoại thấy là con Quyên nó leo rào nó đi đâu kìa, nó xách quần áo kìa. Bà ngoại bà nghe vậy cái là bà quằn ra phía sau, bà đập cái xe Dream Thái của người ta nát hết luôn. Quýnh con chặn nữa đó. Mà bị đánh xe rồi nát nên vẫn rồi đó. Con thì núp trong vườn cà phê. Đợi. Tới lúc mà tan hết rồi là hai đứa dắt nhau về nhà anh ở nè. Dạ. Về nhà anh luôn. Về nhà anh đúng đi luôn. Cái bữa đó là quyết định đi luôn. Không có quay về nhà. Quyết định quay về nhà mất. Dạ, chết luôn á. Nhưng mà mẹ vẫn có nghĩa là chắc là mẹ cũng tức giận lắm. Còn kiểu giống như mày đi cho mày đi luôn đúng không? Rồi thôi bây giờ hai đứa qua cái màn vui vui hơn vui xíu đi. Dạ. Là nói xấu nhau đi cho nó vui. Đâu fan chương trình là chắc biết cái phần này mà đúng không? Thôi bây giờ vợ đi, vợ trước đi. Có một cái điểm là hay nói nhiều. Ông MC mà. Cái công việc là phải chỉnh chu, gọn gàng, khó chịu trong công việc. Cho nên hai vợ chồng hay cứ cãi qua cãi lại chuyện công việc. Dạ. Ví dụ như mà khách tới mua mà lựa xong là ông bắt em là phải ngăn nắp liền, gọn lại xếp lại liền, vừa bộn là không chịu. Ảnh đúng không? Vừa dạ, cái quần mà nó cái một chồng quần gì mà nó méo một cái thôi là ông cũng nhăn nữa. Phải thẳng. Ông vậy là tính tốt nha. Không vậy là tốt nha. Tại vì một cái shop á nhiều khi mình vô chừng lắm mình đâu có biết được. Khách khác ập tới người ta nhìn vậy ta nói thôi không được. Nhiều khi đồ này không phải đồ mới, đồ này đồ cũ, đồ sida là sao? Vô một cái shop ngay ngắn gọn gàng, nhìn màu sắc, kiểu dáng dễ nhìn là nó sẽ khác liền. Yeah. Đúng đâu không? Đúng không? Em cũng nghĩ gì đúng không? Cái đó là tính tốt chứ không phải tính xấu nha. Nhưng mà nhiều khi em chưa có kịp dọn là ổng cằn nhằn rồi. Cằn nhằn đúng không? Cằn nhằn. Có ghen không? Có ghen một xí. Dặn em
là qua 10 giờ đêm khách có nhắn tin cũng không trả lời. Nhưng mà nhà em đa số toàn là khách nam, tại bán đồ nam. Đêm mới mua, bởi vì ban ngày đi làm việc mệt quá. Thì bắt đầu á, tất cả mọi thứ xong xuôi rồi, tối rảnh rảnh trước khi đi ngủ sang sale. Sang rồi mới hỏi giờ làm sao. Ủa mà sao nó mâu thuẫn vậy ông Thống? Dạ. Ông bán quần áo nam mà ông không cho chủ khách shop ta trả lời là sao? Không, qua 10 giờ đêm là không được đó. Trả lời. Mà giờ đó người ta mới rảnh, người ta lướt. Chị Một có biết bây giờ là trào lưu là toàn là săn sale ban đêm không ạ? Đúng rồi. Đúng không chị Một? Đó. Công việc của em buổi trưa, nếu mà em không đi làm tiệc cưới thì em phải livestream cái nông sản Tây Nguyên là từ lúc 10 giờ cho tới 1 giờ. Chiều là có thể em đi làm tiệc cưới từ lúc tới 5 giờ chiều cho tới là 9 giờ đêm rồi. Cho nên là 10 giờ em mới về tới nhà, cho nên là tin nhắn cứ reo miết là em cũng khó chịu, không ngủ được. Cho nên là em muốn là tất cả các việc là kết thúc lúc 10 giờ. Thôi mình tạm mình nghe đi chị. Rồi em mong chồng em thay đổi điều gì? Duy nhất là bớt ít nói lại thôi. Trời ơi, nghề của người ta mà biểu tới ít nói lợi rồi làm sao? Bệnh nghề nghiệp đó cưng. Bớt nói nhiều, bớt nói nhiều ở nhà đúng không? Bây giờ tới tật xấu của vợ đó. Em khui đi rồi anh hỏi. Cái tật xấu của vợ em là không có ngăn nắp. Rất là bề bộn luôn. Đôi khi em đi làm về mệt mà em thấy bề bộn quá, em khó chịu, em kêu trời ơi gọn gọn cho đi em. Là mấy mẹ con là mua bánh, mua kẹo, mua thức ăn, là ăn xong là còn nguyên hiện trường luôn. Rồi bắt đầu là đi xuống quán, là em ở nhà là em phải dọn hiện trường đó cái đã. Bắt đầu em mới xuống bắt đầu ở dưới này là mấy mẹ con ăn sáng là nguyên thêm một hiện trường nữa. Rồi mình phải dọn dẹp. Em tiếp tục em dọn dẹp, mà nếu mà em nói thì nó ức chứ em. Cái đó phải nói rồi. Em hiểu, em hiểu. Đúng rồi. Tại sao mà chị này chỉ nói là cái tật xấu của anh đó là quá ngăn nắp. Tại sao không ngăn nắp là nó có vấn đề. Trong khi cái tật ngăn nắp ta tốt như vậy đó mà dám đớm đặt lên là cái tật xấu. Con không có, em có bề bộn đâu, chưa kịp dọn thôi. Chưa kịp dọn là ổng nhanh tay vô. Đúng rồi. Có ghen không? Một ít á. Em đã nói rồi là em làm việc là vì đam mê. Em biết giữ mình lắm cho nên là yên tâm. Em đã nói vợ em rồi. Lần là có một con bé, nói chung cũng quen vợ em luôn. Thì nó xin anh Thống ơi cho em chụp hình với anh tắm đi. Cái là xin hoài mình từ chối quá thì nó cũng kỳ nữa. Và con nó cũng chuẩn bị lấy chồng nữa. Thì nếu mà mình từ chối nó quá thì nó không kêu mình làm tiệc cho nó rồi làm sao. Cái là thôi đồng ý luôn. Cái là tới chụp hình mà sao mà chụp hình sát người quá. Ôm em MC luôn mà sát, hai cái mặt sát nhau vậy luôn. Chụp xong cái là đã 15 phút sau là thấy hiện trên Facebook rồi. Là em thấy trong tin nhắn của em tin là thấy vợ em gửi cái tấm hình đó qua lại cho em rồi. Rồi sao? Gửi rồi vợ nói cái gì? Vợ nói rồi. Giống tình nhân quá. Giống tình nhân quá ha. Đó là dấu hiệu của ghen đó. Có cần thiết phải gần vậy không? Đúng rồi cô. Em cũng bất ngờ tại vì hai người ta chụp điện thoại người ta tự sướng mà tự chụp mà cái là vô là vậy luôn là em đâu có đỡ được đâu. Với những cái tật xấu nhỏ nhoi như vậy thì em muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ em thì em chỉ mong muốn một điều là cố gắng bớt bề bộn chút cho anh đỡ khổ thôi. Dạ. Mà ngày hôm nay các bạn đã ngồi đây với một cái niềm hạnh phúc này thì hồi đó chưa kịp để mà anh cầu hôn em đúng không? Dạ chưa luôn. Thôi thì bây giờ anh mong muốn được nhìn thấy một cái hành động từ em với vợ của anh. Luôn thầm cảm ơn em đem đến cho anh những cảm xúc rất tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì đứng trước tất cả mọi người và đặc biệt là cái sự chứng kiến của anh Đức Thuận và chị Hồng Vân, anh một lần nữa xin được cầu hôn em. Trời dễ thương quá. Trời ơi. Ôi, rất là bất ngờ. Rồi. Chụp ngay một bộ hình, trời ơi đẹp quá, dễ thương quá. Hôn cái đi. Hôn nào, hôn cái chóp nè. Chóp. Chào hai em. Chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận. Xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai đứa giới thiệu về mình. Con tên là Tường Vi, sinh năm 1995. Con sinh sống ở Đà Lạt. Hiện tại thì con đang là kinh doanh mỹ phẩm, hot TikToker đó. Rồi giờ mời con. Dạ, con tên là Nguyễn Tấn Việt, sinh năm 1995. Hiện tại con đang sống ở Đà Lạt, con đang kinh doanh chung với vợ. Hai đứa cơ duyên nào mà gặp nhau? Con thì ngoài TikTok ra thì con còn có làm một idol livestream, một cái app khác nữa. Từ lúc đầu con vô xem thì cũng thế, sao ngồi cái thế kỳ lạ này, không biết tôn trọng người nhìn gì đó. Để chân lên bàn, con định chửi rồi mà nghĩ là con để xem thêm xíu nữa đã. Rồi thì ra là bạn giơ tay lên. Khi con hiểu ra vấn đề thì lúc cái cảm xúc con sao?
Dạ con hiểu ra vấn đề thì cũng thấy thương và đấy. Ừ. Nhưng mà có một cái lực hút gì á mà ngày nào con phải vô xe cũng được. Câu hỏi này nó hơi tế nhiễu xíu, là cái tay của con đó là bị từ nhỏ đúng không? Bẩm sinh đúng không? À, con bị lúc con 5-6 tuổi vậy, bị sốt đó con. Bị sốt đúng không? Dạ. Tôi không nghĩa là tay con là bây giờ là không có cầm nắm được luôn. Dạ đúng rồi, bàn tay con yếu lắm, nhỏ xíu mà yếu ớt lắm. Rồi bây giờ con sử dụng điện thoại thì sao? À, thì con để trên tay, đồng tay này con chọt được. Vì con chọt vậy thôi. À, dạ. Thì nó vẫn cảm ứng. Bình thường ở nhà thì sử dụng chân. Hỏi tiếp bạn chồng á, lúc đó con đang làm gì mà con coi livestream? Dạ lúc trước á con ở bên Nhật, con xem chắc cũng tầm 2-3 tuần gì đó. Nói chung là không vắng mặt giờ nào. Thì con thấy ảnh vô thì con nghĩ là ảnh cũng giống như bao người khác, là vô xem con vì yêu mến thôi. Và tặng quà cho con thôi. Hôm đó thì ảnh mới nói là sao kết bạn Facebook chưa thấy con xác nhận. Có một số em con kêu trời, em còn chưa được xác nhận sao anh xác nhận được. Con mới vô xác nhận hết một lượt. Bắt đầu thì ảnh cũng nhắn tin cho con nói chuyện, nó kêu là rủ chơi game, rủ con chơi game. Con nói là lúc đó cũng đang buồn buồn thôi, chơi game cũng được. Chơi game thì hai đứa nói chuyện qua lại tầm 2 tháng, giống như là ảnh lúc đó ảnh nói là ảnh có thích con rồi nhưng mà ảnh không xác nhận được. Ủa lúc đó là việc là đã về Việt Nam chưa? Dạ chưa. Ảnh nghĩ là hai đứa nói chuyện online với nhau thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bao lâu con mới về Việt Nam, bao lâu hai đứa tụi con mới gặp nhau ngoài đời? Hồi con về tháng 12. Con bắt đầu coi livestream là từ tháng 7. Khi mà ảnh xác định là ảnh tỏ tình với con rồi và chính thức bắt đầu quen rồi, trong vòng 2 tháng á, lúc mà ảnh về nước là ảnh thư chuyện với ba mẹ liền luôn. Con không nghĩ là nhanh như vậy. Con nói thử coi cái cảm xúc của con khi mà con gặp bạn này ngoài đời á, nó như thế nào? Dạ, lúc con gặp mà vợ con ở ngoài đời á, ở cái online nhìn kiểu như là to lớn. Xét màn hình điện thoại á, lúc ngoài con gặp á, ảnh rất là nhỏ. Cảm giác được phải người phải bao chở, che chở, bảo bọc đúng không? Dạ đúng rồi. Con không hiểu sao tự nhiên gặp con bị rung á. Đó là ủa sao tự nhiên rung ghê, bị ngại luôn, xong rồi khiến cho ảnh ngại theo luôn. Cái vô con cũng cứ cười cười, con không nói gì hết. Thế là ảnh lúc đầu cũng hơi ngại, sau đó là ảnh chủ động, ảnh nói nắm tay ảnh hoàng vai không. Thì con cũng cứ tủm tỉm con cười, con không nói vậy. Ảnh nói là sao ở trên nói chuyện mạnh dạn không mà sao xuống đây nó im ru. Cái cảm giác mà lần đầu tiên mà việc chạm vào cái đôi tay của bạn gái mình. Dạ. Đó như thế nào? À, cảm giác đó, nó mát. Nó mát. Nó mềm mềm, một cảm giác kiểu như là mình muốn nắm luôn á. Cưng cưng á, nó dạ. Cưng cưng á đúng không? Dạ đúng rồi. Đôi tay giống như em bé vậy đó. Lúc con gặp ảnh con còn nghĩ giới tính ảnh có vấn đề. Tại sao? Dạ tại vì ảnh kiểu như cái cốt cánh ảnh nhẹ nhàng lắm, nhìn như công tử bồn mà kiểu nhẹ nhàng thướt tha lắm. Cô nói thôi chết rồi, có bị có hình không ta? Sao mà tự nhiên nhẹ dữ vậy? Vậy tại luôn á. Dạ ảnh thì xác định rồi á, nhưng mà con thì kiểu như thôi quen tới đâu tới, được thôi kiểu vậy đó. Cái con có chú tâm đó nhiều. Rồi cái thời gian mà con về Đà Lạt thì có tranh thủ coi như là qua nhà vợ ở ké không? Dạ có. Có luôn hả? Mới đầu là ở nhà em gái. Rồi cái nhà em gái gần nhà vợ. Rồi cái rà qua nhà vợ mà ở nhà vợ hồi nào không hay luôn. Tức là hai vợ chồng bây giờ là ở với mẹ. Dạ đúng rồi. Nó nghe nè, qua nhà ta ở, nhưng mà là có ở chung phòng không hay là ở khác phòng? Dạ ở chung phòng chứ. Ở chung phòng chứ. Dạ thì vô nhà thì chào chủ nhà trước đó. Xin phép lên phòng chơi. Ngày đầu tiên thì không giống ngủ lại, nhưng mà ngày thứ hai thì mạnh dạn hơn. Ngày đầu chưa lên sao lúc đấy? Đầu về mẹ quen... con đâu có ưa đâu. Mẹ con kiểu như là không ưa ở đây, không phải là ghét bỏ gì, nhưng mà ý là mẹ con kiểu làm như vậy là sợ con gặp người không có tốt quá, này đây để coi thử như thế nào á. Cái lúc mà lần đầu mà gọi là tiếp xúc như vậy xong rồi á, là con có phá tan liền cái sự nghi ngờ là ý có khi nào mà lộn giới tính không ta không? Dạ vẫn cứ nói là chết xong mà nó cứ kỳ kỳ nha, tại cứ nhẹ nhàng kiểu nó thước tha lắm kìa. Con thấy cách đi con nhìn người nó tôi tiêu rồi ta, tôi nói kỳ kỳ. Nói chung là xác định rồi nhưng mà do nhìn cốt cách cũng nghi. Nghi là con nói là có lấy tôi làm bức bình phong. Tụi con quen nhau bao lâu rồi mới cưới? Dạ tụi con quen gần 2 năm rồi. Giờ như vậy là coi như mới cưới nhau. Nhưng mà thực ra là đã ở chung với nhau là 2 năm rồi. Thì trong cái thời gian mà ở chung với nhau á, con có phát hiện gì những cái tật nào của bé Trinh á mà con bị bất ngờ không? Ví dụ như là dữ nè, hay là hay ăn hiếp con nè? Dạ xấu à. Hiện tại thì nhiều không con? Dạ không có. Em thấy nó lén lúc nó nhìn dạ này cứ dạ tật xấu thì dạ dạ. Con nói đi. Con cứ mạnh dạn con nói đi. Hiện tại con ở với vợ con 2 năm thì cũng chưa có phát hiện thật xấu gì.
Làm gì không có. Trời ơi, coi nó đó, 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 rồi á, khổ ghê, thôi để con nói cho. Nói gì? Ý là lên đây hơi bị khớp. Là tính con nóng ở đây á, là khi mà con thật sự giận lên thôi là con bị chọc, là bị ông kiếm chuyện. Còn bình thường thì con không có gì hết. Còn tại sao anh nói là suốt hai ở với con gần 2 năm nay mà con không có tính xấu thì thật sự là đúng là con không có thật. Và khi con có một cái gì đấy thì đều là phía bên mày gây ra khiến cho con phải như vậy. Ví dụ như là con đang bình thường mà cứ tối ngày chọc con phải nổi điên lên con chửi. Nói chung là tất cả những cái người mà ấy đều biện hộ cho bản thân mình là tại vậy con mới vậy, tại nọ con mới kia. Cái đó là người ta nói cho chính mình, thấy không? Còn cái này là cái đối phương phải nói. Thôi coi mặt nó kìa, có gọn gàng không? Dạ có, trong phòng thì bạn gọn. Trong phòng thôi đúng không? Nó hố nè, nó hố chữ trong phòng, còn ngoài phòng thì sao? Không có nhìn. Nhìn nữa, nó nhìn nữa kìa con. Trời ơi, nói đi, cứ nhìn qua đây làm gì? Đó, thấy không? Nó gọi là vợ con đối với con rất tốt. Không có gì, là không có tật xấu gì luôn. Dạ không. Ờ, con không mong muốn vợ con thay đổi điều gì hết. Dạ không. Không luôn. Dạ. Thôi giờ tới bé Vi đi. Ảnh thì tật xấu thì nhiều. Con không khui đấy, chưa người ta khui đó. Ảnh có cái tật là gây chuyện ấy. Thì cứ nhiều khi chuyện cũng không đáng đâu. Gây bánh chành lên. Là con lớn như là chứ. Giống như là muốn á hả. Hai đứa là có một lần nhớ là giống như gây banh luôn. Dạ con nó là đợt đó muốn đứt luôn rồi đó, con chạy đứt luôn. Trời mưa là ông cũng cuốn đồ đâm trên phòng vậy, ông hốt hết đồ. Con tưởng là thôi đi thì đi, chứ con cũng mệt lắm, con cứ rất là bình tĩnh. Con lo cho nhóc quá hả, xúc miệng rửa mặt, con không nói ràng gì hết. Con nói bây giờ muốn cái gì thì cứ nói thẳng nó đi chứ đừng có làm kiểu đó. Xong rồi ông cũng rầm, nó quá mệt mỏi rồi này kia. Nếu ai làm gì mấy người mệt mỏi, không hề làm cái gì mà mệt mỏi, người mệt mỏi là tôi. Nó nói là giờ chịu hết nổi rồi thì tụi luôn hết, làm thấy ghê lắm. Rồi xách xe thì cũng đi, con nghĩ là ông xách đồ ông đi. Nhưng mà tới lúc mà con vô thì con thấy, ủa sao đồ để bên phòng bên kia, tại vì nhà đó không. Ủa sao gom đồ để ở đây chi gì ta. Ông đi, đâu rồi về nhà ông ngủ ngon ngơ rồi cô. Không có suy nghĩ đâu. Con thì con đây cũng tức quá, con nói chuyện với nhỏ em chơi chung con á, thức đâu tới 2-3 giờ sáng, tức khóc vậy đó. Đó, mình đâu có làm gì đâu, tự nhiên ông vậy. Ông về ông ngủ, ông đổi mật khẩu Facebook được rồi, ông làm gì ông ngủ ngon ơ, sáng ông dậy đi làm bình thường. Không có chuyện gì xảy ra. Dạ xong rồi ông đi làm về, ông về lại bên này, cái ông vô cơm con nấu ông vẫn ăn. Bạn có nói chuyện không? Dạ không nói chuyện, không nói chuyện gì hết. Con mới tức quá, con kêu thôi bây giờ ra đây ngồi nói chuyện cho đàng hoàng đi, là muốn cái gì rồi mình giải quyết luôn. Ông ngồi im mà ông nói gì hết á, ông để mình nói trên trong khi mình còn ông nói. Con ngủ nói đã rồi, ông kêu vậy thôi cứ quyết định gì đi. Không biết quyết định gì luôn á. Thì một lúc sau thì con lỡ con nói con bị liệu á. Cái ổng ngồi, con đã quay chỗ khác rồi để con bình tĩnh lại, thì con quay thấy ổng bình mỉm cười hí 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 gì. Rồi ổng nhào tới ổng làm hòa á con. Lý do gì mà con lại im lặng, con không trả lời với vợ? Con đang thắc mắc luôn. Con không biết nữa, mỗi lần mà vợ con nói con chỉ im lặng thôi. Có phải là con sợ con tức giận lên con nói, và con nói ra những cái lời nó khó nghe và làm tổn thương vợ không? Để vợ con nói xong, nếu mà nói mà đúng vấn đề thì con sẽ im. Còn mà nếu nó sai thì con sẽ nói lại. Như vậy là vợ nói hoàn toàn đúng. Dạ. Mà con có khó chịu về cái việc mà con phải im lặng không? Dạ không, thì vợ nói đúng hết. À vậy hả, vậy là ông sai vợ hết. Vợ luôn luôn đúng. Ừ. Ở nhà là ảnh làm hết công việc hay là như thế nào? À, công việc thì hầu như là con đều làm được hết. Ví dụ có mẹ thì mẹ có thể mẹ nấu cơm. Còn không có mẹ ở nhà thì con sẽ làm hết. Nhưng mà cái tính của ảnh á, thì ảnh này muốn vợ làm. Ở đây không phải là kiểu như là muốn vợ làm là xấu, mà kiểu như là ảnh thích kiểu mì nheo á cô, là thấy vợ mình cái gì cũng làm được, cái gì cũng ok quá, là vợ ơi vợ à cái này kia á. Dạ. Thì có bao giờ mà ảnh hứa có hứa hẹn hảo hiền không? Anh sẽ là đôi tay cho em. Cái khúc này thì cũng có hơi có à, ảnh có đó là ảnh sẽ làm cho con thấy thế đôi tay này kia, sau tới lúc về thì kêu cô cái ủa thấy thế đôi tay đồ mà sao giờ kêu tôi làm. Luôn mà ảnh cũng không có hứa hẹn, cũng không có phải là miệng lưỡi ngọt ngào vậy đâu cô. Đâu thì bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì á, con nói cho anh nghe đi. Bây giờ cũng gần cái điều này con mong muốn con nói hoài luôn á, là nên thay đổi cái tính, là đừng có nên cọc nên cấu hay gì hết. Rồi đặc biệt là cũng đừng kiếm chuyện vô cớ nữa. Đó là suy nghĩ một cách chu đáo một chút xíu, để ý một chút xíu, chứ đừng để con nhắc. Hay là con nói hoài cái gì đôi khi con phải nhắc liên tục hết. Rồi con nói hoài, tại vì nếu mà như vậy hoài con sợ con nhịn không nổi nữa. Cái gì nó có giới hạn á, rồi con nóng lên thì lúc đó con bung thiệt. Mà tụi con là có em bé chưa?
À, dạ thì con cũng không giấu gì cô với chú là con cũng mới có. Được bao lâu rồi? Dạ, em bé mới, được bao nhiêu tháng? Mới phát hiện ra được thì em bé được gần 3 tháng. Ồ, vậy hả? Ủa, nhưng mà hồi nãy con kể đó, con có mấy cái chi tiết mà con chăm cho thằng bé. Dạ, cái đó là bé trai trước con nữa. À, là trước đó nữa là một bé trai. À. Bé đó được bây giờ là 4 tuổi rưỡi rồi. Là con hai đứa. Dạ. Dạ, bây giờ là bé thứ 2. Ồ, vậy hả? Rồi bây giờ là đang có em bé nữa. Dạ. Ôi, chúc mừng. Trời ơi, chúc mừng tụi con nghe. Vậy mà ông bố cứ lúc nào cũng như là như nít như nè đó. Ôi trời ơi, bởi vì vợ con nói là đúng đó. Hiểu không? Con ghiền chọc vợ con hay gì? Vậy chọc, hả? Chọc bạn vui. Chọc bạn là thấy vui hả con? Mắc cười quá vậy trời. Dạ cứ thích. Thôi chọc cho vui cửa vui nhà thì không sao. Nhưng mà chọc mà để cho phát nhiều nhiên nó cấu tức quá. Đó. Phải là lật đật vỗ. Nhưng mà y cũng không được lâu đâu, hồi đứa cũng phải sọt cái này sọt kia. Cứ cặp lên cũng quạo và nó là làm ơn để cho tính hiền chút xíu, đừng lại riết là thành hả hung dữ quá ai cũng nói hết á. Cô thấy nhà vợ con là hơi bị phi thường đó. Cô thấy là vợ con nhìn rất là mong manh đúng không? Mà làm được rất nhiều thứ luôn đó con. Vợ của con thật sự là rất là phi thường. Con có điều gì muốn nói với vợ mình hay không? Sau chương trình này chồng Son, chồng sẽ hứa sẽ thay đổi, bất cọc, bất nóng với vợ. Nhưng mà chọc vợ thì hỏi chồng không nhận. Cái gì? Chọc nói gì không nghe vậy trơn trời á. Anh nói là chọc vợ thì vẫn sẽ làm. Đó là nhu cầu không thể thiếu được hả con? Giờ hứa thì để chóng mắt lên coi tôi. Làm chứng con cứ hả mà ấy gì con cắt một cái khúc này con đưa lên TikTok thôi. Cắt đợi cái đoạn này con chiếu lên hoài. Có gì là mở phát sẵn. Đúng rồi. Cho con coi đó chứ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai con nghe. Nhưng mà là tại sao lại là con không để ý tới cái tin nhắn đó của bạn này? Tại vì thực ra là con làm kinh doanh trong lĩnh vực thời trang ấy, thế là một ngày có rất nhiều khách nhắn tin để mua hàng. Thì con cứ up một cái gì đấy lên thì năm 2017 là anh ấy có trả lời các cái story của con, nhưng thực sự là con không trả lời lại và con cũng không biết luôn, có nghĩa là nó bị trôi đi, gần như là con chỉ là trả lời những cái tin nhắn của khách hàng thôi. Còn tin nhắn của con trai là gần như là con không trả lời luôn. Quan tâm đến công việc hơn là quan tâm đến người chồng sắp cưới. Đâu có, người ta phải chú tâm đến lợi nhuận mà đang làm ăn mà con. Ủa nhưng mà thắc mắc nha, tại sao lại cưới rồi thì mới lục lại những cái tin nhắn? Được, không phải là tụi con quen nhau trên Facebook rồi từ từ tình cảm nảy nở rồi dạ, đến với nhau? Năm con nhắc lại chuyện cũ một chút là năm 2020 bọn con mới quen nhau. Là bắt đầu bọn con mới gặp nhau ở ngoài đời. Đó. Nhưng mà trước đó là con đã nhắn tin một mình rồi. Mà cô này không hề biết. Thả tính đơn phương á. Đơn phương đấy. Nhưng mà các bạn là gặp nhau, quen nhau là trên mạng hay là do? Trên mạng trước ạ. Trên mạng. Vâng. Nhưng mà không, ý chú nói là để mà quen nhau á, cái tình cảm nó khăng khít là do là trên mạng luôn hay sao? Dạ không ạ, ở ngoài đời chứ ạ. Ngoài đời. Vâng, sau này sau năm 2020 là hai người gặp nhau ở ngoài đời. Dạ vâng. Đúng không? Là gặp nhau trong sự tình cờ hay là có sự tác động nào đó? Dạ con chủ động. Thứ ba. Chủ động. Vâng. Có nghĩa là năm 2020 là năm đầu dịch ấy ạ, thì chồng con có nhắn tin cho con, gọi là tích cực trả lời story hơn, và cũng kiểu kể lúc ấy đợt đấy là con đang có một cái cuộc khủng hoảng tài chính, giống như kiểu là kinh tế bị lung lay, thế là con có rất nhiều chuyện buồn, con chia sẻ lên thì anh ấy còn nhắn tin hỏi là thế đã xử lý xong chưa rồi bla bla, thì đụng chạm đến kinh doanh thì bắt đầu con mới trả lời lại. Thế là hai bên cứ nhắn tin qua lại. Thế xong rồi con nhớ là có một cái tin nhắn là anh ấy bảo là cái gì nhở, em đừng nghĩ là anh là người thế này thế kia, nhưng mà anh muốn mời em đi coi phim được không? Và lúc ấy con trả lời luôn là em xin lỗi em không đi được. Thế xong rồi anh ấy vẫn kiên trì nhắn tin cho đến khi mà lúc đấy đang có một cái chương trình rất là hot ở trên Netflix, thì anh ấy nhắn tin bảo em xem cái chương trình này đi. Thế là đến lúc ấy con xem thì bắt đầu mới nhắn tin qua lại là chương trình này hay nhỉ, chương trình em thích bạn này bạn kia. Thế bọn con bắt đầu nói chuyện và bọn con hẹn gặp nhau ở ngoài Hà Nội cũng là đầu năm 2020, tháng 4 năm 2020. Là lúc đó mới gặp nhau lần đầu tiên. Lúc đó mới gặp nhau ạ. Thế thì cái lúc mà cảm giác đầu tiên lúc mà tụi con gặp nhau ở ngoài đời á, thì nó như thế nào? Con có ưng bạn này không? Có thích không? Bạn này không? Đang hỏi bạn này thì chắc chắn thích con rồi, cho nên cô mới hỏi bạn là vì lý do đó. Cô chỉ hỏi con thôi. Đúng. Lúc đấy thực sự là lần đầu tiên bọn con gặp nhau là bọn con hẹn nhau đi ăn lòng nướng.
Đó, cô tưởng tượng xem là nếu như mà mình có thích bạn trai đấy thì chắc chắn là mình sẽ chọn đi ăn một cái chỗ nào đấy nó sang trọng, nó lịch sự một tí để lại con nhã được nhã nhặn á, vì như là đó ăn chút đỉnh rồi này kia, là ăn lòng nướng là phải tận hưởng. Ảnh gợi ý là ăn lòng nướng hay sao con ạ? Con lấy vâng. Thế là nếu mà mình thích ý, hoặc là mình kiểu chuẩn bị cho cái cuộc hẹn đấy thì mình sẽ kiểu ăn mặc rất là xinh xắn đẹp đẽ để con có kể cho một nhóm bạn thân của con là hôm nay đi gặp thử anh này, không biết như thế nào, thôi cứ đi gặp. Lúc đấy trong hoàn toàn trong tâm trí của con là con thấy là anh ấy rất nhiệt tình. Rất nhiệt tình, nên là con cũng muốn là đi gặp cho vui. Tại vì bình thường là hầu như là con không bao giờ mở rộng các cái mối quan hệ của con ấy. Thường thường là con cũng không nói chuyện với cả các bạn nam lạ, hoặc là bạn người này người kia bảo giới thiệu con cũng không đồng ý luôn. Thế là lúc đấy là con nhớ không nhớ là mặc cái gì, nhưng đại loại là mặc rất bình thường. Xong rồi hai anh em đi ăn lòng nướng, xong rồi về con chỉ bảo bạn con là cao cũng được, thôi cũng làm hình ảnh cũng thích, cũng ok. Thế là hoàn toàn là chưa có thích nha cô nhá. Thế xong rồi mãi đến anh cưa con khoảng tầm từ tháng 4 cho đến tháng 8 bọn con bắt đầu mới yêu nhau. 4 tháng. Trong suốt cái quá trình đấy bắt đầu giống như là mưa dầm thấm lâu. Có nghĩa là không, có nghĩa lúc đó là con đang ở Hà Nội. Dạ con vâng, chưa lúc vô đấy. Đây. À lúc đấy là ở trong Sài Gòn vào bắt rồi, đầu là cuộc dịch đầu đó. Tiên. Đấy thì là bắt đầu bọn con còn phải chạy xe ô tô ra, tại vì lúc đấy là lockdown hết, là mình không còn phương tiện máy bay hay là không còn tàu hỏa hay là những cái phương tiện khác, chỉ có mỗi cái ô tô cá nhân, thì bắt đầu là mình tự đi từ Sài Gòn và con và hai người bạn nữa là bắt đầu đi ra Hà Nội. Dạ vâng. Rồi đó là lúc đó là tụi con gặp nhau đi ăn lòng nướng là ở thời điểm đó. Vâng ạ. Dạ, đúng không? Mà lúc đó là Hà Nội thì chưa có lockdown gì hết. Chưa. Hà Nội lúc đó mình mãi sau này mình bị ở đây, xong rồi mãi sau này Hà Nội mới sau mình cơ, mà Hà Nội là sau. Mà không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà là đợt đó con ở ngoài đó là 4 tháng. Vâng, con không, cái đợt đầu tiên của Sài Gòn của mình ấy năm 2020 ấy, tức là có 2 tháng là bắt đầu đã thả. Con nhớ là 2 tháng hay 3 tháng con cũng có trở lại đây lần một lần đó, gì đấy, lần đầu ấy. Thì là lúc đấy là Sài Gòn con đã đi vào đây lại, xong rồi con lại đi ra, tức là con cứ làm việc xong ở Sài Gòn là con lại lập tức con bay về để con làm việc tiếp. Thì là lần nào cũng gặp cái gì đúng không? Lần dạ, nào vâng. cũng là đó. Lòng nướng hay hoặc là bún tôm mấy lần là... sau chắc phải chuyển món chứ nào. Đó. Đấy là lần đầu tiên ạ. Vâng. Nhưng mà là trong suốt cái thời gian mà trước khi con gặp cô Ly á, dạ. là con không có một mối tình nào hay sao? Dạ trước... Tại vì cái công việc của con là vâng. tiếp xúc với diễn viên, tiếp xúc với người mẫu, phải nói là nó không quá khó. Vâng, tại vì con thì chia sẻ là trước đấy thì khoảng con tập trung cho công việc là tầm từ 2017 cho đến 2019 là con không yêu ai. Đấy thì mình tập trung lại để con phát triển lại, con định hướng lại nghề nghiệp xem là, tại vì năm nay là cái năm đấy là trước 30 thì là con cũng muốn là đàn ông trước 30 tuổi thì phải có chỗ đứng và có một cái tài chính mà ổn định để mình còn tính tiếp cái chuyện là cưới vợ. Tại vì ở nhà con là bố mẹ con cũng luôn luôn mong muốn con là cưới vợ, cũng khoảng ngoài 30 là mình phải cưới. Thì con cũng muốn là 33 tuổi thì là vừa. Tại mẹ có thúc giục không? Dạ. Mẹ có thúc giục không? Có. Mẹ là... Như thế có nghĩa là trước khi gặp bạn vợ á, dạ. là con coi như là con không để tâm chuyện yêu đương đúng không? Dạ vâng ạ. Con xác định là công việc xác định thôi. Công việc vớ va vớ vẩn đồ một ngày hai ngày rồi thì có thể nhưng mà dạ, còn để mà tiến tới chuyện lâu dài dạ, là vâng, con chưa nghĩ chưa hề nghĩ tới dạ, vâng, con chỉ tập trung còn việc. Hình như con cũng vậy sao đúng không? Vâng. Như trước khi gặp anh ấy như là con cũng lo trong cái việc của con thế này, cái gì mà dính tới buôn bán làm ăn thì con mới trả lời, còn trước đó là vớ va vớ vẩn linh tinh là con cho bát qua luôn, không vâng. tiếp xúc với nam đúng không ạ? Thực ra là cái môi trường của con, tất cả bạn bè của con với cả công việc của con ấy thì đều liên quan đến các bạn nữ và hầu như là con không tiếp xúc với các bạn nam mấy. Trước khi gặp chồng con là hình như là con có kết thúc một cái mối tình trước là năm 2019 và sau đó là con bị cuốn vào công việc ấy, với cả đợt đầu dịch ấy tự nhiên tất cả mọi thứ nó xáo trộn ấy ạ. Thế là mình phải sắp xếp lại rồi cắt giảm nhân sự các thứ, nói chung là rất là nhiều việc. Tập trung cho công việc thôi. Vâng, cho rồi. Đến khi ảnh xuất hiện, ảnh mưa dầm thấm lâu 4 tháng trời là thua được. Kiên trì quá. Vậy thì cái cú twist nào, cái cú knockout nào mà con quyết định là con chấp nhận là bạn gái của anh? Thực ra ấy, có một cái câu chuyện này mang tính là tâm linh ạ. Đấy là con với cả một chị bạn thân của con hay đi xem bói. Thì trước đây bọn con đi xem bói và có một bà bói, bà nói rằng là chồng con sau này sẽ cao, da ngăm đen, mặt vuông chữ điền. Thế là suốt cái khoảng thời gian đấy con cứ nhìn thấy anh nào mà bảo là giống như thế, bảo ui chồng em. Thế là cho đến khi mà con gặp anh Bi đây thì... rồi vâng mặt vuông chữ điền nè. Nhưng lúc đấy con chưa nhận ra, tại vì lúc ấy mình không để tâm. Thế là người chị đi xem cùng con mới bảo là chị nói thật với mày nhá, đây
chồng mày, chị cảm nhận đây là chồng mày, nhưng mà mày cứ từ từ để xem như thế nào. Thì anh Bi lại rất được điểm với tất cả các bạn của con, từ bạn nữ cho đến chồng của các bạn con. Đấy là một điểm cộng rồi. Và có một cái điểm cộng thứ hai là trong lúc thời gian chồng con cưa con á, chồng con rất là từ tốn, nhẹ nhàng, rồi thi thoảng điểm thêm một số các cái tình tiết kiểu Hàn Quốc. Ví dụ như là đang đến nhà anh chơi, ngồi xem phim chẳng hạn, tự nhiên anh đi vào phòng trong, con không hiểu bảo ủa ông đi đâu nhở, rồi đèn đang kiểu tắt mờ mờ, xong rồi sau đó là anh ấy đi ra tường sau, anh cầm một bó hồng, anh ấy lật ngược vào trước mặt con. Đấy, với cả một chi tiết nữa là hôm bọn con đang trên đường đi chơi cả nhóm bạn với nhau, thì con để quên son, thì con mới hỏi bạn con là có mang son không, chị để quên son rồi. Thế là anh ấy ấn ở xe phát ra một thỏi son mới rồi đưa cho con. Ôi. Anh định tặng em lần sau, nhưng bây giờ em cần thì anh đưa. Đúng, không biết là này. Chồng con có set up trước không? Đấy, có những cái chi tiết là rất là nhỏ. May mắn thôi em ạ. May mắn à? Không. Ông trời sắp đặt. Với cả thực ra là duyên mà. Đối với con ấy thì cái tiêu chuẩn chọn người yêu của con ấy không có quá nhiều yêu cầu. Con chỉ cần một người thật sự là chân thành và ấm áp. Đấy là hai cái mà con tìm hiểu trong cái mối quan hệ khi mà mình đến với một ai, thì chúng con có hết. Bi có hết. Có hết, nhưng mà đấy, sau này thì không biết rồi. Lại là bất ngờ nữa. Nó cứ làm là những cái điều bất ngờ. Cái bạn này bạn lãng mạn theo kiểu rất điêu bi em ạ. Đúng rồi, anh định nói á. Rất là anh ấy là làm hình ảnh mà. Anh ấy tất cả những hình ảnh đẹp rồi, là công tác của điêu bi, đúng không? Ông nói chuyện với con, cô dần dần nhớ ra rồi. Cô nhớ là gì? Cô cháu mình cũng có đã nói chuyện ở trên cái đường ray mà gọi là Dolly. Đó, rồi nhớ ra rồi. Vâng. Tóc chú lúc ấy không như thế này, cho nên là hôm nay hơi điệu tí. Cho dạ nên vâng. Là hôm nay lên chương trình phải điệu tí không ạ? Ok, đó. Vậy là trong cái khoảng thời gian là 4 tháng để mà ảnh cưa đổ được con, thật ra đối với ảnh thì chắc chắn là phải từ chân thành rồi. Vâng. Với những cái sự chuẩn bị bất ngờ và nó đặc biệt như vậy, chuyện mà cưa đổ cô gái này là chuyện đương nhiên, đúng không? Và sau đó là tình yêu là bao lâu thì mới cưới? Dạ, bọn con yêu được khoảng từ đấy đến 2022, thì tức là hơn 2 năm. Đến hôm nay tụi con yêu xa. Dạ vâng ạ. Vì hết dịch là con vẫn phải vô đây con làm. Dạ vâng ạ, đúng rồi. Vâng. Như vậy là chắc chắn là phải có yêu xa, có trục trặc gì không? Chia tay đúng không? Yêu xa mệt lắm. Yêu xa mệt lắm. Con cũng có một lần cãi nhau to. Thường thường thì cũng không tranh luận với cãi nhau nhiều đâu ạ, tại vì là thực sự là cũng lớn rồi, với cả là mỗi người có một cái sự nghiệp riêng, với cả là khi bọn con đến với nhau ấy, cả hai bên đều rất cảm thấy gọi là an toàn, thực ra là an toàn trong mối quan hệ. Đó là anh Bi là người đầu tiên trong các mối quan hệ của con mà con cảm thấy là con không phải lo lắng xem là ủa sao không nhắn tin cho mình nhỉ, anh ấy đang làm gì nhỉ, anh đi quay có gặp ai không. Đó là khi mà yêu anh Bi thì con hoàn toàn là cảm thấy an toàn, nên là quãng thời gian đấy gần như là không có sóng gió gì, cho đến một lần là hình như là đầu cuối năm 2021. Không, cái đấy là tháng, anh nhớ là tháng 5 năm 2022, Sài Gòn có một cái đợt dịch, là đợt đấy con nhớ là ở trong một cái đợt dịch mạnh nhất của Sài Gòn. 2021 thì là mạnh nhất của Sài Gòn, mà là từ là cái giáo xứ gì đấy con không nhớ, không nhầm thì là từ đấy bắt đầu từ mọi người đó, và mọi người tỏa đi tháng 3 tới tháng 11. Dạ vâng. Thì cái tháng 5 đấy là cái tháng đỉnh điểm, bắt đầu là đỉnh điểm của Sài Gòn, 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đấy, còn nhớ, đúng rồi. Thì cái thời gian đấy là cái thời gian mà ở trong này thì vẫn còn công việc, con vẫn còn công việc đến tháng 6 luôn. Tức là lịch của con là đến tháng 6, nhưng mà lúc đấy là mới đến tháng 5. Thì bắt đầu vợ lại nhắn tin là tôi chia tay đi. Mà chả nói bất cứ một cái chuyện gì cả, con cứ bất ngờ hoàn toàn luôn. Thế là con mới gọi điện cho mẹ của con. Và con mới bảo con mới nhờ là mẹ phân tích giúp con là xem tại sao lại đang bình thường mà lại vợ lại người yêu lại nhắn tin là thôi chia tay đi hả mẹ, không có lý do luôn, không lý do luôn. Mấy con chưa phân tích được ra, mẹ con mới bảo là thôi con cứ đi về đi con xem làm sao, rồi bắt đầu con đi sang nhà Ly rồi con giải quyết, xong rồi con xem hai đứa thì con nghĩ mẹ nghĩ là ở gần nhau thì nó sẽ giải quyết tốt hơn là bọn con ở xa. Tại vì hai đứa đều có công việc riêng, mẹ cũng biết là rất là bận. Thế là con bắt đầu con mới tức tốc con đi về. Thế tại sao thế con? Sao thế? Người ta đang khủng hoảng dịch quá dịch, thế là một phát một nữa thì có chẳng thà tôi bị Covid còn hơn. Đây là lần đầu tiên con chia sẻ về câu chuyện đấy. Thì thực ra là con cũng là một người có cá tính rất là mạnh.
Và khi đến với một cái mối quan hệ lúc đấy là tầm gần 30 tuổi rồi, thì con cũng đặt một cái khoảng thời gian nhất định để bọn con tìm hiểu nhau. Lúc đấy con cũng có nói với bạn bè là bọn con sẽ tìm hiểu trong vòng một năm. Nếu trong vòng một năm mà bọn con không có tiến triển, hoặc là không gọi là không cảm thấy có thể về một nhà ấy, thì con sẽ dừng lại mối quan hệ đấy. Tất nhiên là con chỉ nói với bạn thôi, con không nói với cả chồng con. Thế là đến, tại vì là chồng con thì là làm việc ở trong Sài Gòn, còn bố mẹ chồng con thì lại ở bên Nga. Thế nên là suốt quãng thời gian đấy là con chỉ giao tiếp với cả mẹ chồng con ở qua FaceTime thôi. Thế là tính thực ra chưa là gặp tính, ở ngoài bao giờ. Thế là tình tại cảm. Tại vì năm dịch là bố mẹ con cũng hoàn toàn không có về được không Việt Nam. Về. Chuyến bay thì không có, chỉ có chuyến bay cứu trợ thì con cũng bảo bố mẹ con là thôi ở bên đấy cũng được. Thế là bố mẹ con ở đấy mất một năm. Là tổng là 2 năm, 2 năm mới về đến nhà. Cho nên là con cảm thấy không an toàn mà cảm con cảm thấy là chưa có sự gắn kết, con cũng không có một cái câu hỏi, câu trả lời rõ ràng. Thế xong rồi lúc đấy thì bố mẹ con thì cũng kiểu nói chung là hỏi cũng rất là nhiều. Thế hai đứa có tiến đến với nhau không hay là như thế nào đấy. Thì lúc đấy gần như là con, tại vì mình là người kiểu chủ động với cả là mình là người cũng cá tính rất là mạnh. Thì lúc đấy con bảo anh Bi là thôi bọn mình dừng lại đi. Tại vì là con thấy là không hợp nhau. Tất nhiên là con không nói cái lý do. Về sau này khi mà bọn con gần lấy nhau rồi thì bắt đầu con mới kể cho chồng con. Thì con nhớ là lúc đấy là con rất là quyết liệt. Và một khi mà con đã bảo chia tay là con không liên lạc luôn. Con nhớ là anh nhắn tin cho con rất nhiều. Con còn chặn lên Facebook, chặn luôn, chặn hết mọi cổng thông tin, chặn hết tất cả mọi thứ. Hóa ra là vợ sốt ruột cô ạ. Rồi sao mà lúc đó con giải quyết sao? Thì là con bay về, xong rồi đến khoảng một tuần sau bắt đầu con mới nói chuyện được với vợ qua một người bạn. Một người bạn thân của vợ thì bắt đầu con cũng nhờ tư vấn, rồi bắt đầu con cũng kể hết lại sự tình, rồi kiểu con cũng hỏi xem là lý do tại sao là Ly cần như thế nào, thì bạn của Ly thì mới trả lời là Ly thì hoàn toàn đơn giản, không phải cái chuyện giàu nghèo hay là kinh tế, mà là đang muốn ở gần với cả anh thì anh phải cố gắng anh ở gần nhiều hơn, anh quan tâm rồi anh chia sẻ rồi mọi thứ, tại vì dịch thì ai người ta cũng phải là khó khăn. Thì anh cần, Ly cần một người ở bên cạnh để Ly yên tâm thôi. Chứ còn đã dịch thì là tình hình chung của cả thế giới. Lúc đó sao? Bay tới nhà Ly liền đúng không? Dạ, thì một tuần sau con mới lên được. Chứ đúng ngày đầu tiên về là... Châu mà đúng không? Ở đâu? Dạ, Ly ở nhà rồi. Ở nhà. Và cô ấy, cấm vận đấy mà. Vâng, cấm. Không cho tới nhà. Không gặp. Ngăn sông cấm chợ đấy. Nhưng mà tại sao con nghe cái đó, con không bay tới nhà liền luôn? Lúc đấy con phải về, con phải tại vì con là hướng nội part time, tức là về nhà thì mình phải suy nghĩ và mình phải hướng nội và mình phải suy nghĩ một cái cách mình phân tích. Còn ví dụ đi ra ngoài thì mình mới cần phải năng động và mình phải linh hoạt. Thì ở nhà con mới trầm tính, con mới ngồi, con mới suy nghĩ, bắt đầu con tìm cách. Và lúc đấy là lúc anh Bi có hỏi quân sư bạn con rất là nhiều. Thực ra là con có nhớ là có hôm con đang ở nhà bạn con, và lúc đấy anh Bi định làm một cái bất ngờ là lên nhà bạn con để mua hoa. Nhưng mà không ngờ là bạn con lại nói với con, xì với con. Thế con bảo thôi stop stop, không, tôi không em đi. không gặp con, rất là quyết liệt. Nhưng mà con rất là quyết vấn đề liệt. Là lại bị đội của mình coi như là có hai bán đứng ấy. Mình và bán đứng tim đúng không? Rồi bây giờ nè, chú đang rất muốn biết cái lúc mà con tới nhà Ly và con gặp Ly thì nó như thế nào. Và làm cũng sao để hóa giải mọi thứ. Dạ, lúc đầu đến thì cũng cửa là đóng im ỉm, cũng kịch liệt. Thế là cũng cứ vòng trong vòng ngoài là mình nói chuyện qua giao tiếp qua cái cửa, sau cái nghĩa cửa là cô vẫn đứng ở ở trong cửa. Dạ vâng. Còn con đứng ở ngoài đúng là buổi tối hay ban ngày? Dạ vâng, buổi tối con đến nhà thường con đến buổi tối. Dữ ha. Vâng. Về hình ảnh hay lắm ha. Vâng. Cái máy có top shot trên cái. Chính xác. Đúng không? Top shot. Nhưng bộ phim le lói. Vâng. Đấy, bên ngoài thì cứ xin lỗi và bên trong thì cứ thôi anh đi về đi. Đi về đi. Có một cái doli drama nhẹ nhẹ rất là drama. Rồi đến có rồi. Kết thúc câu chuyện là cổ có mở cửa ra. Dạ, cũng phải mất đến 30 đến 45 phút sau mới mở cửa. Tại vì may quá mình lại có bố mẹ của vợ. Rồi là cũng ủng hộ mình. Rồi sao? Dạ vâng, dạ. Rồi một cái ôm thân thiết đúng không? Dạ, đi vào ôm thì vẫn đạp ra nhoay nhoáy luôn, chứ cũng không phải là được ôm ngay đâu luôn ạ. Lại drama tiếp. Lại drama tiếp, phần 2 tiếp, lại nhạc lại nổi lên. Dạ, sau hôm đó là có hòa lại không con? Thực ra là đúng lúc đấy thì cả Hà Nội với cả Sài Gòn lúc đau được đấy. Thế là con bảo là bây giờ thôi, thì bây giờ là đang block như thế thì con sẽ về nhà anh Bi, tại vì là bố mẹ chồng đều ở bên kia. Thì mẹ con cũng đồng ý, mẹ con bảo bây giờ cho hai đứa một cái khoảng thời gian
đấy, khoảng thời gian để kiểu ở với nhau xem như thế nào, hiểu nhau hơn. Thì cái khoảng thời gian đấy thì bọn con ở với nhau thì cũng giải quyết được những cái khúc mắc, và mẹ chồng con thì cũng gọi điện về xong rồi nói chuyện, và cũng bảo là đến đầu năm sau thì sẽ về Việt Nam để gặp bố mẹ con. Đấy là dần dần là tình cảm kết nối lại. Coi như là quyết định sống thật với nhau luôn. Vâng. Bao lâu? Dạ lúc đấy là cũng đợt dịch thì cũng phải tầm 3 tháng ạ. 3 tháng. Thì con cũng lại phải chờ Sài Gòn mở cửa con mới về được Sài Gòn. Đúng rồi. Và trong cái khoảng thời gian các bạn sống thử với nhau thì có thấy những cái cá tính cũng như là những cái tính cách nó hợp được với nhau và hoặc là nó bù trừ với nhau không? Dạ con thì ở nhà thường là con nấu ăn và Ly là rửa bát. Thì cái mà để mà con thấy lúc mà con thấy thương Ly nhất thì là rửa bát thì không bao giờ khéo ạ. Đã không biết nấu cơm thì rửa bát làm sao mà khéo được. Thế là con đã dặn trước là có một cái cốc vỡ đây nha, em cẩn thận đi. Nó bị nứt ở cái vành. Thế là mẹ này thì mẹ cứ xoáy thôi, rửa bát rồi mẹ cứ hăng. Đấy. Rồi xoẹt. Mà bình thường thì lại đeo găng, nhưng hôm đấy thì lại không đeo găng. Thế là lại drama nổi lên. Máu. Thế là máu nó đổ máu luôn. Thế có là không cáu mà là khóc rất thê thảm, mà khóc quả đấy là mà thấy thương lắm. Thôi chết rồi, con tưởng lúc đấy con đứt mất cái tay rồi. Tại vì mắt con cận. Ui, tôi chết rồi, anh ơi, em đứt tay rồi, em phải mất cái tay rồi anh ạ. Quá drama. Drama lại nổi lên. Vậy là xong 3 tháng đó thì tụi con quyết định là về chung một nhà, dạ, đúng không? Vâng. Đây là vợ mình rồi, đây là chồng mình rồi, dạ, đúng vâng. không? Nhận ra nhau. Dạ vâng. À, như thế là cưới được 4 tháng. Mới được từ tháng 9 ạ. Tháng 9 năm 2022. Là mới đây thôi đó. Dạ vâng. Quá son luôn đó. Dạ vâng. Và đúng rồi, mới tinh tinh đấy ạ. Đấy, mà xong con quyết định là sẽ thôi bây giờ vào đây với chồng luôn, đúng không? Hiện giờ là hai đứa đang ở quận 2. Dạ vâng. Cái nhà mình mua chưa hay là... Dạ, bọn con vẫn đang kế hoạch để chờ 1-2 năm nữa tìm được một cái mảnh đất hoặc là tìm được một cái căn chung cư mà nó phù hợp với cả hai vợ chồng. Tại vì nhu cầu... cô biết với chú biết là trong này đi xa thì mình cũng không đành, mà bây giờ con cũng ưu tiên để vợ là vợ thích ở quận nào trước đã. Để phục vụ chung cư đắt lắm. Dạ. Tôi có biết bây giờ giá cũng đang rất là cao thì là con cũng phải từ từ. Đúng rồi. Thực ra là bọn con đã mua nhà ngoài Hà Nội rồi nhưng mà là chưa bàn giao, đến tháng 6 năm nay bắt đầu mới bàn giao. Thì lúc đấy thì thực ra công việc của con thì con cũng sắp xếp nó đâu vào đấy rồi. Thế lúc con có bảo với mẹ con là mẹ ơi mẹ, hay là cho con vào trong Sài Gòn con ở thử 6 tháng. Vì lấy nhau về con không ở xa chồng con được. Bây giờ ở xa nhau vừa lấy yêu thì ở xa cũng được. Nhưng mà đến lúc mà lấy mà ở xa thì mình sẽ có những cái tủi thân chạnh lòng. Cảm giác như kiểu mình đang vẫn chưa là người chưa chồng ấy. Thế là con mới bảo rằng là thôi cho con vào Sài Gòn ở thử 6 tháng. Cũng muốn đổi gió như nào. Thì lúc đó con tưởng mẹ con bảo thôi ở đây, thôi các thứ. Tại vì mẹ con hồi xưa bảo là chỉ thích lấy chồng nhưng mà vẫn ở gần. Nhưng đến lúc con vừa nói xong phát á, chắc là quý con rể quá bảo đi không sao. Cái mẹ chồng tuyệt vời. Bây giờ con đã tính là hướng cái công việc của mình vô đây được chưa? Tại vì là con làm trong thời trang cả làm đẹp thì hệ thống làm đẹp của con có ở ngoài Hà Nội với cả ở Sài Gòn hay rồi. Quá. Vâng. Còn thời trang thì cô chú biết là bây giờ gần như là bán on rất là nhiều. Mình có thể điều hành từ xa với cả ở tất cả bộ máy ở ngoài Hà Nội con là ổn áp rồi. Thế con cũng muốn dành thời gian cho chồng, cho gia đình với cả tập làm vợ. Thì con nói thật luôn là con lúc mà con lựa chọn anh Bi ấy, con suy nghĩ con lựa chọn anh Bi và quyết định đến hôn nhân ấy, thì với con thì khi mà con lựa chọn một người chồng thì con biết những cái điểm yếu của con. Ví dụ như điểm yếu của con là con không biết nấu ăn, không biết, chưa thực sự là một người vợ của gia đình ấy. Thì chồng con lại là một người rất là đảm đang, rất là chăm chỉ, cả truyền thống của gia đình nhà anh ấy cũng thế á, và rất là tình cảm. Bố mẹ của con với cả là chồng con, với cả là anh ruột của chồng con, mọi người rất là tình cảm dù là ở xa nhau. Thì đấy là những cái mà con thấy rằng là đấy là những cái thiếu của con, cũng như là đấy là sự lựa chọn khi mà mình tiến tới hôn nhân. Hay quá, chúc mừng hai vợ chồng đã tìm được một cái hạnh phúc. Và đây là một cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc là lựa chọn. Thế rồi 4 tháng ở với nhau thế có bị ngỡ ngàng gì khi mà có một số thứ mà lúc yêu mình chưa biết không nhỉ? Dạ thì cái cũng... tật xấu nó đó. Lòi ra. Đến cái phần này là chắc là Ly cũng đã xem rồi đúng không? Con có chuẩn bị đến cái phần này không? Con biết là kiểu gì anh ấy cũng sẽ nói những cái điểm xấu của con, nhưng mà bản thân con cũng không bất ngờ với những cái điểm xấu của con. Dạ, ở nhà, ở đến tần đấy thời gian thì bắt đầu con mới nhận ra là thi thoảng làu bàu xương xương.
Đấy, tức là bỏ xương xương cụ thể. Cụ thể tức là kiểu nói nhiều về một cái vấn đề. Đấy, hoặc là kiểu những cái mà tính cách lầu bầu một mình hay là lầu bầu một có mình đối tượng luôn ạ, một mình nó một mình luôn. Vấn đề. Tức là còn nếu mà lầu bầu với đối phương ấy, thì lại không nói thiên thần đúng đấy. Cứ vừa rửa mặt. Tôi điên hết cả người. Tôi đấy. Nói chẳng biết như tôi đó đó, đó. Nói chuyện mình nên. Vâng, cứ một mình thôi ạ. Đấy, nhạc lại nổi lên. Mà nhiều lúc tối có lầu bầu của mình không? Cô đang ngủ mà quay qua mà ngồi lầu bầu mình. Dạ không ạ, tối thì được cái là hai vợ chồng có một cái trước khi đi ngủ là nắm tay nhau. Ừ. Xong rồi thơm nhau cái đi ngủ, kể cả cãi nhau hay là không cãi nhau là có cái luật luôn là xong ngày hôm đấy là xong luôn. Là mình tiếp đến ngày hôm sau mà mình hoàn toàn bình thường về mọi thứ. Có xem một bộ phim trước khi ngủ không? Dạ cũng có, thường thì có thể là xem phim hoặc là con mà tại con thích nghe nhạc ấy, thì con có bài nhạc gì mới hay là bắt đầu lại đây vợ ơi có bài gì mới. Tranh thủ đi. Dạ vâng. Tranh thủ đi, chú khuyên con là nên tranh thủ xem nhiều đi. Dạ. Tại vì có một đứa rồi là nó sẽ có những cái giới hạn. Dạ vâng. Có những cái giới hạn nó sẽ có thay đổi. Cô với chú á, chị với ông Tuấn á là hồi lúc mới á là cho tới bây giờ luôn nè em, bây giờ thì bớt đi rồi nhưng mà lúc mới là cứ trước khi đi ngủ là phải xem một bộ phim. Vâng. Đến độ một cái kho phim kinh dị của Mỹ, của Hàn, của Trung Quốc tất từng tật, bây giờ không còn phim nào cho cô coi. Nhà con là cũng thế đấy, vợ là rất thích xem phim ma và thích xem phim kinh dị. Netflix là thôi đấy. Bảo hết. Ồ Netflix bây giờ cái đó là rất là nhiều. Vâng. Rất là nhiều. Rồi bây giờ nè, là ngồi nói một mình đúng không? Lầu bầu một mình. Còn một cái tật nữa là tại vì thường thì mình hay đi quay hình cho tất cả các mọi người, không ai chê nhưng mà về nhà là vợ mình chụp ảnh các thứ là anh chụp cái gì này. Bây giờ đi chỉnh cả mình là mình cũng nhiều đâu. Mình tự ái. Mình tự ái của mình tự ái mà cho em đi mà chụp. Anh không chụp ạ. Hoặc là em gọi ai đến chụp đi. Thế là dỗi nhưng mà mặt là căng thẳng lắm. Thôi rồi, chụp cổ. Thế là xong về vẫn ưng. Chị cũng phải là không ưng nhưng mà chắc là cũng giận dỗi cái lúc đấy thôi. Thế là nhiều khi là con là áp lực là ở nhà là đi chụp ảnh cho vợ hơn là mình đi mình làm việc ở bên ngoài là mình ảnh cho mọi người, con thấy thoải mái hơn. Tôi đồng cảm với ông ghê. Dạ. Tôi chụp cho bao nhiêu người ai cũng khen, chỉ có một người chê tôi chụp xấu là vợ tôi. Dạ. Anh chụp 100 tấm. 100 tấm luôn. Không, vâng. ghét anh là chú là chú chụp 100 tấm luôn. Dạ. Phải chọn, chắc thế nào cũng lựa được. Đấy, thế mà không ưng. Chụp cho ai cũng khen. Dạ. Có ghen con không? Dạ cũng không ạ, con chưa thấy ghen lắm nhưng mà cũng thi thoảng mà mình mà cứ đứng gần ai hay là các thứ thì cũng nhắc nhẹ. Cũng có ghen linh tinh chút đỉnh đúng không? Nhưng mà cũng không mạnh. Nhiều khi phải thêm mắm thêm muối vào, thêm chút cho nó có gia vị thôi thì cũng không. Rồi có tật thì nữa không? Dạ. Có đam mê kiếm tiền mà quên đi mất. Dạ cũng có một vài lần là cũng quên mất, tại vì có những lúc ở nhà con nhờ làm việc này việc kia. Nhưng mà lại quên mất làm của mình, mà mình thì đang làm việc và mình đi làm việc là tối về, tối thường cô chú biết rồi, đi làm về mình toàn là đến 11, 12 giờ, có hôm đến 2, 3 giờ. Thì mình bị overtime là chuyện bình thường. Thì vợ chuẩn bị đi ngủ thì con hay hỏi lại những cái chuyện hôm nay, con bàn giao cho vợ là thế hôm nay vợ đã làm việc này việc kia chồng chưa? Ui trời chết, vợ quên rồi. Thế là mình cũng thôi đi ngủ thì thôi, nhưng mà ban ngày là thôi mình cũng tại sao em lại không làm. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Dạ con thì con mong muốn vợ con thay đổi là thôi thì cứ từ từ rồi mình sẽ có được mọi thứ mà mình mong muốn. Hai đứa đều vẫn phải học về cách làm chồng cũng như là làm vợ. Thì cuộc sống hôn nhân gia đình của vợ chồng trẻ nó cũng sẽ có nhiều thứ mà mình không thể mà bảo sắp xếp ngay được. Thì con nghĩ là hai vợ chồng cùng sẽ có mong muốn là sắp xếp từ từ và dần dần. Và mọi thứ nó sẽ đâu vào đấy, chứ cũng không thể mà một nhát ngày hôm nay mình thay đổi, nhát ngày hôm sau mình thay đổi. Đúng rồi, nhưng mà cái mà trong tất cả những cái mà con vừa kể ra đó, thì con mong là cái gì, tức là trong đầu con nghĩ rằng cái là mong muốn vợ thay đổi cái điều gì nhất? Thay đổi điều gì nhất thì có lẽ là có những cái lúc mà đấy con chỉ sợ mỗi là thoại một mình thôi. Lên đây một thoại một mình. Độc thoại. Độc thoại đấy. Sao vậy con? Con lúc những lúc đó con nói cái gì vậy? Không con, nhớ luôn. Con cũng không nhớ nữa. Có lẽ là con ví dụ như kiểu nhiều quen, con đang quen với cái việc là khi mình đi làm ấy là mình đang không ưng cái gì hoặc là mình không thích cái gì là mình phải nói ra. Và thỉnh thoảng con còn đang kiểu ví dụ như là con nói chuyện một mình, cũng hay nói chuyện một mình, ví dụ như là phải đi lấy cái bút, phải đi lau nhà đấy. Đấy. Ví dụ đang ngồi xem phim xong rồi quên ra quần áo là giật mình. Thôi chưa rồi không đi, quên mất chưa ra quần áo. Đấy kiểu
Thế là bạn phải nói ra. Con phải nói ra. Mình nghĩ trong đầu thôi là mình đi làm, nhưng mà bạn này là phải nói ra. Vâng, bạn này là phải hẹn nói hẹn thoại nghe chị. Có nhiều lắm chú ạ. Có. Bây giờ mới nhớ nè, vợ của chú cũng có thỉnh thoảng. Vâng. Bà Liên là thỉnh thoảng vẫn có. Nhưng là tự nói mình có nha. Có. Nhưng mà tưởng tượng sau này nó có con. Vâng. Rồi lớn tuổi nữa thì cái mức độ nói một mình nó còn nhiều hơn nữa. Dạ vâng. Thôi không sao đó. Dạ. Nhiều khi nói một mình cái mình nhảy vô. Vâng. Mình nói mình trả lời, tự trả lời luôn. Vâng. Nhé. Đáng yêu mà. Đáng yêu. Sau này có khi nhiều lúc con không nói, con im ý, lúc đấy gọi là căng thẳng. Sợ lúc đó mới là đáng nhớ sợ. Nhớ lời vợ nói, ngớ tiếng vợ ấy. Rồi bây giờ tới Ly. Anh ấy có những tật xấu gì? Thực ra thì với con ấy, chồng con cũng không có nhiều tật xấu đâu, tại vì con nhiều tật xấu quá. Có nghĩa là ví dụ như con mà nhìn ra những cái tật xấu của chồng con thì con nghĩ lại con thì cũng còn khủng khiếp hơn. Có một cái là con đặt biệt danh cho chồng con là đi rên. Rên không phải là mưa. Rên là rên nhiều, rên la ấy ạ. Đấy. Rên gì. Đấy là chồng con là hay, hồi xưa lúc yêu con là con rất là hậu động. Ví dụ như là con chuẩn bị bước xuống phát, cẩn thận đấy, không để hụt chân đấy. Hoặc là đang chuẩn bị làm đấy, nhấc cái kia lên trước đã rồi đặt cái kia xuống. Hoặc là chồng con mà nấu ăn vào con và vào rửa rau chẳng hạn. Cho rau vào trước rồi cho nước vào sau rồi cho muối vào. Đó là chồng con là một người mê nấu ăn. Đâm ra là mình mà thấy kiểu làm công việc mà không đúng cái người hướng nội thì người ta rất là khó tính ở những cái chỗ mà ở nhà. Đó, mình có cái góc riêng, ví dụ góc bếp của con là con nấu ăn đến đâu là con thường con lau lên đấy luôn. Là mình thích nấu ăn để mình thấy thoải mái rồi mình... Hôm nào chú qua chú nhậu với con nhé. Được ạ. Đồng ý. Nghe là thích rồi đó. Rồi cái gì nữa nè? Vâng, với con thì con chỉ thấy cái đấy là tính, không phải tính xấu của chồng con mà mang lại cho con cái cảm giác là kiểu hồi xưa lúc chưa yêu hơi thì nhắc nhở hả? Không nhắc nhở thì bình thường luôn cảm thấy là quan tâm. Nhưng mà khi mà lấy về xong cảm giác là giống như kiểu chồng con đang kiểu nắn con ấy. Bắt đầu nắn á, dũa đó. Bắt đầu đúng rồi đấy ạ. Bắt hai cái mảnh nó bắt đầu dùng dao dũa từ từ cho nó khớp đó. Con làm nail nhiều rồi nên con biết là chồng con đang dũa dần. Và với cả là khoảng thời gian 4 tháng mà con ở riêng với nhau thì con cũng phải thay đổi rất là nhiều. Con là người dậy sớm nhất nhà, đi tập thể dục. Xong rồi giặt quần áo có máy giặt, rửa bát có máy rửa bát. Nhưng nói chung là trước đây con không phải làm những cái việc đấy bao giờ. Thế nên là khi mà chồng con ví dụ trước đây khi yêu ấy thì chồng con khi mà dậy chồng con sẽ gấp chăn màn rồi dọn dẹp các thứ. Thì khi mà lấy về bây giờ chồng con sẽ, rõ ràng là chồng con dậy sau nhưng chồng con sẽ đi ra ngoài, vợ nhớ gấp chăn nha. Nhắc khéo. Nhắc nhở. Ông ngại gấp chăn gấp màn thì sao em ạ? Thiệt á. Cô gấp chăn gấp màn mấy chục năm nay rồi, cô thấy Thành đã không gấp rồi mình cứ buồn. Nên là thực ra những cái việc đấy thì con thấy hơi bị ngỡ ngàng trong mối đó, thì vỡ hòa đấy. Vỡ hòa đấy. Nhưng mà bù lại là khoảng thời gian này con được thay đổi cái môi trường sống, gần như là thay đổi một cuộc sống mới, nên là những cái việc đấy nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ trong cái việc mà con đang hứng khởi trong cái mối quan hệ này. Và hai vợ chồng đang dần nhiều hiểu nhau hơn, đắc với nhau hơn. Nên là những cái tật xấu của chồng con thì con thấy cũng ổn. Nói chung là con chỉ mong muốn chồng thay đổi một điều gì? Con muốn chồng con là hãy tình cảm hơn như cái lúc mà mới cưa. Ồ, thế bây giờ còn lãng mạn không? Còn tình cảm không? Bớt lãng mạn hơn xíu. Bớt lãng mạn hơn một xíu thôi ạ. Bớt có những cái khung hình ví dụ như vỡ hoa về hoa. Ví dụ như cái bó hồng lật ngược á, đúng không? Bó hồng lật ngược. Và không có bó hồng lật ngược. Hay là bấm nút cái son chạy ra, đúng không? Đó là cảm giác giống như kiểu là khi mà làm vợ chồng rồi thì chồng sẽ chỉ bớt đi. Vâng, bớt lãng mạn hơn. Bớt lãng mạn hơn. Chồng hãy làm đúng với nghề của chồng ấy. mang những cái sót nhẹ đấy, con nhẹ. Lúc này là con phải vận dụng tối đa cái lãng mạn nhất có thể. Dạ vâng, lại lau lại đầu tư quá. Đấy, nhớ nhá. Dạ vâng. Như thế này nè. Còn son lắm. Con có thể tận dụng được những cái gì mà vợ con đang là thế mạnh. Dạ. Thứ nhất là xinh nè, cái thứ hai ăn nói cũng duyên dáng, và cái thứ ba là công việc của vợ con là làm đẹp.